Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Âm Mừng Vlog sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại hạt giống mới, đó là củ cải trắng ruột đỏ nhé. Nó nghe tên nó rất là lạ đúng không ạ? Thì nó cũng như là cái củ cải của chúng ta thông thường, đó là củ cải trắng thì ruột trắng. Nhưng mà cái củ cải này ở bên ngoài nó là màu trắng, nhưng khi các bạn bổ ra ở bên trong nó sẽ có màu đỏ, màu đỏ tím như thế này. Đây, có người thì gọi là màu tím, có người thì gọi là màu đỏ. Thế thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà trồng củ cải trắng ruột đỏ này bằng hạt nhé. Đây, tôi sẽ cắt cái gói hạt giống này ra. Xem này, trong gói hạt giống này của chúng ta nó có bao nhiêu hạt. Nó rơi vào khoảng tầm phải đến 100 hạt ạ, 100 hoặc hơn gì đấy. Tức là tôi không đếm rõ, không đếm được. Thế thì các bạn sẽ xử lý cái hạt giống này như thế nào? Các bạn sẽ ngâm cái hạt giống này vào trong nước ấm độ khoảng từ 3 cho đến 5 tiếng. Cái phần mà các bạn mà chưa gieo đến thì các bạn có thể để lại ở trong túi như thế này, và các bạn sẽ bấm cái đầu này lại thì lại không để cho không khí nó vào nữa, và chúng ta vẫn để được, tức là vẫn sử dụng được các bạn nhé. Đó. Thế thì sau khi mà các bạn ngâm thế này này, thì trong cái quá trình ngâm nước thì cái củ cải, cái hạt giống này của chúng, củ cải của chúng ta nó đã hút no nước rồi, thì cái vấn đề mà lẩy mầm ở đây thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Tức là lúc này nước nó đã hút no đủ rồi thì về lẩy mầm nó cũng nhanh hơn rất là nhiều. Đó, thì khi các bạn đã ngâm 3 đến 5 tiếng rồi thì các bạn sẽ có hai cách để cho các bạn có thể trồng được luôn, hoặc là sẽ cho vào trong một cái miếng khăn ướt để chúng ta sẽ ủ. Với những cái bạn mà chúng ta mới tập trồng ấy thì các bạn lên ủ để cho cái hạt giống của chúng ta nó sẽ lẩy mầm đi, thì cái tỷ lệ lẩy mầm của nó sẽ cao hơn. Còn nếu không thì các bạn có thể ngâm từ 3 đến 5 tiếng xong rồi các bạn sẽ gieo trực tiếp vào trong phần đất. Đó, thì các sẽ có hai cách để cho các bạn lựa chọn, thì các bạn dùng cách nào cũng được. Vâng, và khi các bạn có thể dùng bằng cái khăn ẩm này rồi là chúng ta sẽ cho cái hạt giống vào đây. Đây, các bạn sẽ cho hạt giống vào đây. Và các bạn ủ. Ủ thì các bạn ủ khoảng tầm 5 ngày cho đến 7 ngày. Tức là khoảng tầm 1 tuần đấy ạ. Thì là bắt đầu cái hạt của chúng ta nó sẽ lẩy mầm, nó sẽ nứt những cái đầu này ra, là chúng ta sẽ gieo được xuống dưới đất. Thế thì trong cái quá trình mà các bạn ủ như vậy thì các bạn lưu ý là cái khăn này của chúng ta lúc nào nó phải ẩm, để làm sao ạ, để cho nó có cái độ ẩm này thì hạt của chúng ta nó sẽ dễ lẩy mầm đó. Thế các bạn lưu ý một chút là như vậy, thì các bạn cho vào trong cái hộp nhựa, hoặc là các bạn sẽ cho vào cái túi bóng là chúng ta sẽ quấn chặt lại đó. Thế thì sau chúng ta cứ thỉnh thoảng vài ba ngày chúng ta lại dở ra, chúng ta kiểm tra xem là cái hạt của chúng ta nó phát triển ra làm sao rồi, đúng không ạ? Hạt nó lẩy mầm rồi hoặc không thì các bạn sẽ gieo trực tiếp xuống đây, thì là các bạn sẽ sử dụng cái đất như thế này. Đất ở đây thì đối với cái củ cải trắng ruột đỏ này này thì cái phần đất của nó phải là đất tơi xốp. Đất tơi xốp và nhiều mùn, cái độ thoát nước nó phải rất là tốt. Và cái phần đất ở đây nó sẽ là cái phần đất thịt nhẹ hoặc là cát pha. Thì đối với những nhà bạn nào mà có đất sẵn thì chúng ta sẽ dùng với cái tỷ lệ là đất là như vậy. Thế còn nếu không thì các bạn sẽ mua ở ngoài cái những cái người ta đã từng bán ấy. Về cái cây cảnh thì là người ta cũng có bán phân đất cho các bạn, đó là cái đất chipat, một cái loại đất mà chuyên dùng cho trồng tất cả loại cây, kể cả rau hay là hoa quả thì các bạn đều có thể dùng được cái loại đó, đó là đất chipat. Thì sau khi các bạn đã làm đất sẵn như thế này rồi, tơi xốp như thế này rồi đó, thì các bạn sẽ gieo hạt vào đây. Các bạn gieo thì chúng ta lúc này gieo thì các bạn có thể gieo theo áng chừng với cái tỷ lệ là có thể dày một chút. Vâng, và sau khi các bạn gieo hạt xong thì chúng ta sẽ lấp một cái lớp đất mỏng lên trên chốc như thế này, và chúng ta sẽ tưới nước. Các bạn có thể dùng bằng mình tưới đun sương, hoặc là không thì các bạn sẽ cho nước vào cái chai nhựa như thế này. Chúng ta sẽ đục những cái lỗ ở bên trên nắp chai và các bạn sẽ tưới nước. Thế thì sau khi tưới xong thì các bạn sẽ có thể là
để trong để cái khay cho hạt giống của chúng ta vào trong chỗ râm, để làm sao để cho tránh những cái ánh nắng mặt trời nó gay gắt thì là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cái hạt giống của chúng ta. Thế sau độ khoảng tầm 1 tuần thì là bắt đầu là các bạn thấy là cái sự phát triển của hạt giống nó cũng đã lên và bắt đầu thấy nhú mầm lên và bắt đầu ra lá đó. Thế thì lúc đó là chúng ta đã bắt đầu thành công được một chút rồi, đúng không ạ? Thế khoảng tầm được 20 ngày thì là các bạn thấy là cái độ xanh lá của cây củ cải trắng này bắt đầu có, và nó cao độ khoảng tầm được vài cm, độ khoảng tầm 5 đến 7 cm gì đó. Thì lúc này các bạn có thể chọn lọc, lựa chọn ra những cái cây nó to khỏe thì chúng ta giữ lại và những cây yếu ớt thì chúng ta sẽ loại bỏ. Đó. Thì lúc này các bạn sau khi được khoảng tầm 20 ngày rồi thì là cây lúc này nó cũng khá là ổn rồi, đúng không? Thì các bạn sẽ chuyển cái cây sang một cái chậu to hơn. Thì cái chậu ở đây thì các bạn trồng, có thể trồng ở trên sân thượng hoặc là các bạn sẽ trồng ra ngoài vườn. Thì với cái trồng diện tích mà các bạn trồng ở trên sân thượng ý, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một cái chậu đó là tầm khoảng tầm 30 cm, chiều sâu hoặc là chiều rộng đó, khoảng tầm 30 cm. Thì các bạn sẽ cho đất vào trong cái phần chậu đó và chúng ta sẽ đánh sang và chúng ta chuyển sang để trồng cây con, chuyển sang một nơi ở mới cho cây con của chúng ta. Thì cái lúc này các bạn, trước khi mà các bạn đánh trồng cây con sang chậu mới thì các bạn sẽ bón lót cho tôi một chút cái phân hữu cơ sinh học. Thì các bạn có thể là mua phân những cái loại chế phẩm sinh học để mà thúc đẩy cho cái sự sinh trưởng và phát triển của cây, thì các bạn mua những cái loại phân đó, hoặc là các bạn sẽ bón trộn lẫn thêm đó là phân bò hoai mục nhé. Chúng ta nên nhớ là những cái chế phẩm mà nó được ủ hoai mục vị thì nó rất là tốt và nó sẽ lâu, tức là nó không ảnh hưởng đến cái ô nhiễm môi trường cũng như là cái đảm bảo được về khâu vệ sinh cho chúng ta. Thì là các bạn sẽ trộn lẫn vào cái phần đất đó và các bạn sẽ trồng để làm sao đó, người ta gọi là bón lót cho cây để thúc đẩy cái sự phát triển và sinh trưởng của cây của chúng ta đó. Thế thì về cái vấn đề tưới nước ấy, thì các bạn trồng xong thì các bạn sẽ tưới thì một ngày các bạn chỉ tưới một lần, tức là tưới cho nó đất nó ướt đẫm đi thôi. Thế còn sau đó thì các bạn sẽ dùng cái bình phun sương, các bạn sẽ tưới ẩm lên trên phần đất bên trên thì nó rất là tốt, bởi vì cái cây củ cải trắng ruột đỏ này nó là một loại cây là ưa ẩm nhưng cũng không được để cho nó quá úng. Nếu các bạn để cho nó quá úng thì nó sẽ làm cho thối rễ và chết cây của chúng ta đó. Thì các bạn chỉ cần để cho cái phần đất ở bên trên mặt đất nó ẩm thôi đó, thì là nó cũng đã tác động rất tốt đến cái sự sinh trưởng phát triển của cây rồi. Cái củ cải trắng ruột đỏ này thì nó sẽ thích hợp vào trồng mùa thu hơn, tức là trồng về những cái ngày mát mẻ, những cái mùa mát mẻ hơn. Nó sẽ không chịu được cái nắng gay gắt của mùa hè, cho nên là khi mà các bạn nào mà có trồng vào mùa hè thì các bạn sẽ phải che chắn cho cái cây của chúng ta nó không bị cái ánh nắng mặt trời chói chang nó chiếu vào, nó sẽ làm héo cây của chúng ta. Và cái củ cải trắng ruột đỏ này nó có thời gian thu hoạch khá là nhanh nha các bạn nhé. Chỉ khoảng tầm 50 cho đến 60 ngày thôi là các bạn đã có thể thu hoạch được những củ cải khá là to và bắt mắt rồi. Bên ngoài thì là màu trắng, bên trong chúng ta bổ ra nó sẽ là màu đỏ, đỏ pha tím, nhìn trông rất đẹp và bắt mắt đó. Thế thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách mà trồng củ cải trắng ruột đỏ bằng hạt là như vậy. Vậy thì cũng qua video này tôi mong tất cả các bạn là có thể trồng được thành công cái củ cải trắng ruột đỏ này để phục vụ cho gia đình của chúng ta. Ươm mầm vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.